Xin chào các bạn đã quay trở lại với D-Channel. Thì đã lâu rồi mình đã không hiện hình trên D-Channel rồi. Ngày hôm nay thì nhân dịp mình mặc cao mới á, cho nên là mình hiện hình để đem đến những thông tin trong chương mục Điểm tin công nghệ ngày hôm nay. Tin đầu tiên mình muốn đề cập đó chính là giá bán của iPhone 8 và 8 Plus. Vì rằng là mới đây Mobifone vừa tuyên bố sẽ bán bộ đôi này với mức giá là 6.190.000 đồng phục vụ cho các thuê bao của Mobifone kể từ ngày 10 tháng 11. Thì một mức giá quá tốt đúng không nào? Dù biết đây là một trong những chiêu trò kích cầu thu hút sự chú ý và tăng suất mua của người dùng đến bộ đôi mới nhất của nhà táo khi tâm lý của họ đang mong chờ sẽ được sở hữu chiếc iPhone 10. Thì được biết bộ đôi này của Mobifone sẽ đẩy mạnh bán thông qua các gói cước ưu đãi hấp dẫn như là gói cước viễn thông M299, M599 và M1399 tương ứng với giá tiền là 299.000 đồng, 599.000 đồng và 1.399.000 đồng đối với người mua máy. Đồng thời thì khách hàng khi lựa chọn các gói cước trên không chỉ được sở hữu iPhone 8 8 Plus với mức giá siêu tốt là 6.190.000 đồng mà còn được tặng các dịch vụ thoại nhắn tin hay là data tốc độ cao trong thời gian đăng ký là 12 tháng hoặc là 18 tháng. Trước đó thì hình thức này cũng đã được Mobifone áp dụng cho các dòng máy như là iPhone 6 Plus hay là 7 Plus rồi. Và cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đoán được mức giá của iPhone 8 sẽ giảm đáng kể so với thời điểm khi ra mắt. Còn thêm là các chương trình khuyến mãi và hậu mãi hấp dẫn của các nhà bán lẻ nhiều hơn và hấp dẫn hơn. Cho nên là lượng sản phẩm bán ra cũng từ đó mà tăng lên rõ rệt. Kế đến sẽ là một ý tưởng thú vị đến từ Microsoft khi tập đoàn này vừa đăng ký một bằng sáng chế về công nghệ có tên Casual Digital In Application. Công nghệ Casual Digital In Application sẽ biến màn hình khóa của các thiết bị di động trở thành màn hình có thể là chơi trò chơi, chẳng hạn như là Hamen, Sudoku, trả lời câu đố, ô chữ, vẽ hình hay thậm chí là truyện tranh. Ý tưởng này thật sự rất phù hợp với các trẻ em có nhu cầu giải trí và đây cũng là mục đích của Microsoft hướng đến. Thì Microsoft cũng đã nhận định rằng đây thực sự là giải pháp dành cho các bậc phụ huynh khi họ không muốn con mình khám phá hết mọi thứ có trong smartphone, trong khi là có thể tablet và smartphone có thể sẽ hữu ích đối với trẻ nhỏ, nhưng đồng thời là giúp chúng giải trí với những trò chơi đơn giản. Thì các tính năng này sẽ tự động kích hoạt khi bạn sử dụng một chiếc bút cảm ứng đặc biệt. Microsoft vẫn tiếp tục nghiên cứu công nghệ này và mở rộng nó với nhiều ứng dụng và tính năng hơn nữa. Tất cả là đều thực hiện ngay trên màn hình khóa nha. Nếu như bạn không hoặc là chưa muốn những đứa trẻ của mình khám phá và tiếp cận quá sớm những tính năng và ứng dụng trên smartphone hoặc là tablet thì đây có lẽ là giải pháp hữu ích khá là thú vị đúng không nào? Cuối cùng sẽ là thông tin về việc hãng bảo mật PKV của Việt Nam phá khóa thành công Face ID chỉ với một chiếc mặt nạ. Cộng đồng mạng trong và ngoài nước thực sự là đã dậy sóng khi phải đối diện quá nhiều thông tin liên quan đến video ghi lại quá trình chinh phục hệ thống bảo mật Face ID trên iPhone. Dư luận luôn là nơi khó đoán và đầy những lý lẽ mang tính cá nhân. Và ngay từ đầu thì mạng xã hội luôn là nơi nửa thật nửa giả, rất là khó ngờ. Sự kiện livestream trực tiếp công bố cách thức mà mình đã vượt mặt Face ID đã để lại nhiều luồng ý kiến và những bài phân tích đánh giá về hãng bảo mật PKV này. Thậm chí là có những thành phần đã lợi dụng sự kiện tung tin thất thiệt nhằm kiếm lợi cá nhân. Cụ thể là có thông tin cho rằng Apple đã phản hồi lại PKV qua những dòng tích được chia sẻ tràn lan trên Facebook như là Apple trả lời PKV, nếu làm được thì hãy liên hệ với chúng tôi. Cụ thể là nội dung của thông tin cho rằng giám đốc truyền thông của Apple Steve Dolin đã có phản hồi với tờ Reuters như vậy. Thực tế là việc này không hề có thật và cho đến thời điểm hiện tại thì Apple vẫn chưa đưa ra một phản hồi chính thức nào trước vụ việc PKV phá khóa thành công Face ID của mình. Thế nhưng là trước những thông tin đã xoáy mạnh mẽ vào công nghệ nhận diện gương mặt của mình, chắc hẳn là một điều rằng là Apple sẽ không thể nào làm ngơ được, mà thay vào đó họ sẽ âm thầm tiếp thu và nghiên cứu để khắc phục những yếu điểm cho hệ thống Face ID của mình trở nên hoàn hảo hơn đúng không nào? Thế các bạn nghĩ gì về những cái thông tin mà Dương cung cấp vừa rồi? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần comment nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.